chăm luôn. Nói chung cũng còn tương đối là mới đó. Đây năm 2020 ha, đó năm 2020. Nói chung là mình chỉ quay cho và báo giá cho các anh chị các bạn xem để tham khảo. Các anh chị nào mà đam mê về đi câu về sông nước á, miền vùng biển á, mấy chiếc này đi biển là hết sảy nha. Chiếc này có tâm hạ là khoảng là 1m65 ha, 1m65. Từ mặt nước lên là khoảng 1m65 ha. 1m65 nếu mà tính luôn cái kiến ở trên á, cái vòng kiến ở trên đó các bạn thấy không? Là nó khoảng là 2m rưỡi nha. Nó khoảng là 2m rưỡi luôn cái mái che á, còn nếu mà tính cái tấm kiến là khoảng 2 thước. Đó. Đó, mình xin nhắc lại chiếc này. Thân chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình đi làm về sớm cho nên là mình ghé mình quay những cái chiếc dòng cano đang giảm giá cho anh chị các bạn xem để tham khảo nha. Hôm nay cả tuần này bên đây bị thời tiết mưa bão cho nên là hôm nay mình cũng bận quá cho nên không có thời gian mình quay. Hôm nay mình về sớm được nửa tiếng cho nên mình quay một vài chiếc cho khách thì các bạn xem để tham khảo giá ha. Đó, đang chiếc này đang đứng trước mặt mình này. Chiếc này là có chiều dài là khoảng 6 mét ha, khoảng 6 mét. Bề ngang nó là 2 mét ha. Đó. Chiếc này cũng tương đối đẹp ha. Chiếc này cũng còn khoảng 60-70%. Đó, chiếc này cũng có cái phòng nghỉ ngơi ha. Chiếc này đây mình đi một vòng cho các anh chị các bạn xem tham khảo nha. Chiếc này có ký hiệu là BM18 nha. BM18S đó, mình đi một vòng cho các anh chị các bạn xem tham khảo ha. Chiếc này mà nếu mà tính luôn cái mũi luôn nó là khoảng 6m3 ha, 6m3. Nếu mà không tính mũi thì khoảng 6m. À, mình đi một vòng sau đó mình quay ha. Bên trong cho các bạn anh chị xem tham khảo. Đó, chiếc này nói chung là chiếc này hiện tại là đang giảm giá được 5.000. Ha, mình quay một vòng cho các bạn chị con thằng. Chiếc này hiện tại là giá là 30.000, đang giảm giá 5.000 còn 25.000 ha. Còn 25.000. Đó, chiếc này xài động cơ là Mercury ha, Mercury 150 mã lực. Đó, 150 mã lực. Chiếc này cũng mạnh lắm nha các anh chị ha. Đó, mình đi một vòng cho các anh chị quan xem xong. Chiếc này giảm giá từ đây đến cuối tháng thôi nha. Đó, nói chung là chiếc này bán rất nhanh. Chiếc này là 35.000. À, xin lỗi là 30.000, còn giảm giá 5.000 còn 25.000. Chiếc này bán rất lẹ luôn cho nên mình quay cho các bạn anh chị các bạn xem để tham khảo thôi. Đó, các anh chị và quý vị mà thích cái bấm đăng ký cái bấm gửi qua Zalo cho mình ha. Chiếc này nói chung là tương đối rộng lắm, nói chung là bề ngang nó khoảng hơn 2m á, khoảng 2m2 ha. 2m2, từ 2m đến 2m2 nói chung rất là rộng. Đó, có đầy đủ combo hết á, nói chung là cũng có đầy đủ tiện nghi hết. Đó, chiếc này là động cơ Mercury ha, động cơ Mercury là 150 mã lực. Chiều dài nó là 6m3 ha. Chiều ngang nó là từ 2m đến 2m2. Đó, mình đi một vòng sau đó mình quay bên trên cho các anh chị các bạn xem để tham khảo thôi. Nói chung là chiếc này có phòng nghỉ ngơi nè, cũng có phòng nghỉ ngơi nè. Đó, mình quay một vòng cho các bạn và quý vị xem tham khảo nè. Đây cái phòng nghỉ ngơi bên đầu ha, phía trước nữa đây. Đó, nói chung cũng có đầy đủ tiện nghi ha, nói chung là có đầy đủ hết. Chiếc này có tâm hạ là khoảng 1m rưỡi ha, khoảng 1m, khoảng 1m rưỡi một tâm hạ, tính từ cái mũi ha xuống mặt nước khoảng 1m rưỡi. Tính nếu mà tính từ cái nước mà lên trên cái mùi trên là khoảng là 2m2 ha, 2m2. Đó, mình đi một vòng thôi, sau đó mình quay bên trên cho các anh chị các bạn xem tham khảo. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem cái video của mình ha. Các bạn nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất, và nhớ bấm like và share cái video của mình cho tất cả các anh chị em cùng theo dõi nha. Mình nói chung là mình bây giờ mình đang bận dữ lắm. Bên đây là đang chuẩn bị vào mùa xuân đó, cho nên là bên đây rất là bận rộn, mình đang rất là bận rộn cho nên cũng không có thời gian nhiều để quay cho những cái chiếc cano cho các anh chị các bạn xem để tham khảo giá thôi. Đó. Ngày mai có thể là mình rảnh, cuối tuần á mình rảnh thì mình có thể đi quay những cái dòng cano giá rẻ cho các anh chị các bạn và quý vị xem để tham khảo thôi. Đó, còn bây giờ bên này mình xin quay bên trong cho các anh chị các bạn xem ha. Nó phía trước đó là phía trước nó cái phòng nói chung cũng rất là rộng luôn nha các anh chị. Đó, phía trước nó là có
ngơi ha, nói chung có phòng nghỉ ngơi có đầy đủ hết. Phía trước có phòng nghỉ ngơi ha, à, bên đây ha, rất đẹp ha, rất đẹp. Đó, có định vị, nói chung là chiếc này mình đi được khoảng cái phòng nghỉ ngơi này mình có thể ngồi được 6 đến 8 người trong đó nha. Còn phía sau là mình có thể được, chiếc này mình đi trên 12 người nha. Chiếc này cũng tương đối rộng lắm, rất là rộng ha, rất là rộng luôn. Nhưng mà mình thấy nó cũng ok lắm, nói chung là còn mới qua. Chiếc này cũng là bằng composite nha các anh chị và quý vị ha. À, chiếc này mình xin nhắc lại là chiều dài đó là 6m3 ha, bề ngang nó là 2m2, động cơ Mercury ha, 150 mã lực nha. Chiếc này nói chung là rất là đẹp luôn. Nói chung là các anh chị các bạn mà đi câu là chiếc này đi biển chơi, phòng có phòng nghỉ ngơi nó rất đẹp luôn ha, rất đẹp lắm. Chúng ta mình đây ha, phòng trông rất là đẹp luôn ha. Rồi mình xin đọc dòng sau đó mình kết thúc cái video tại đây nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình là ăn cơm tối ngon ha, và cũng đừng quên Việt Nam mình hôm nay bắt đầu mở cửa nhưng mà cũng còn rất là bệnh dịch bệnh nhiều nha các bạn anh chị và quý vị, nhớ hãy giữ gìn sức khỏe ha, là bảo vệ cho bản thân mình và cho gia đình của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn ăn cơm tối ngon nha. Mình xin hẹn lại cái video clip kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào các bạn, xin hẹn lại cái video clip sau. Thân chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ quay tiếp theo cái dòng cano mình bên mình đang có nha. Đó, bây giờ mình sẽ quay chiếc cano này mình đang đứng trước mặt mình đây, là chiếc này nha. Chiếc này nói chung là mình thấy nó cũng chiếc này đã qua sử dụng rồi nha, cũng chiếc này thì đời năm 2020 nha. Chiếc này đời năm 2020. Chiếc này cũng khách nó mới xài được con năm, bây giờ nó bán lại, nó đổi chiếc cano lớn hơn là hơn ha. Chiếc này có chiều dài khoảng 5m ha, chiếc này có chiều dài khoảng 5m, bề dài nó là 5m, bề ngang nó là 2m ha. Đó, mình đi một vòng cho các chị các bạn xem để tham khảo ha. Đó, nói chung chiếc này mình thấy cũng còn mới khoảng 90% luôn, rất là mới nha ha. Đó, mình đi một vòng sau đó mình quay phía bên trong cho các bạn xem ha, xem để tham khảo ha. Nói chung là chiếc này mình xin nhắc lại là chiếc này bằng nhôm cao cấp ha, bằng nhôm cao cấp. Chiếc này đã qua sử dụng, là chiếc này đời năm 2020 ha, đời năm 2020, chiều dài nó là 9m, chiều dài nó là 5m ha, bề ngang nó là 2m, xài động cơ Mercury ha, xài động cơ Mercury 4 thì nha, xài động cơ Mercury 4 thì. Và chiếc này là nó có bao nhiêu mã lực đây, cho thử cho nó bao nhiêu mã lực. Chiếc này nó là 4 thì 130 mã lực ha, chiếc này 130 mã lực. Đó, mã lực. Chiếc này bằng nhôm cao cấp nha các anh chị các bạn, quý vị các anh chị em ha. Chiếc này nói chung là động cơ 4 thì nó chung còn mới khoảng 90-95% luôn. Khách họ mua mới sau đó họ sử dụng và sau đó họ đổi cái những cái cano khác á, cho nên họ bán cái giá lại cũng tương đối giá. Chiếc này á, là hiện tại là họ bán là 45 ngàn, nhưng mà họ đang bớt giá là còn 5 ngàn, là còn 40 ngàn đô, à, còn 40 ngàn đô thôi. À, chiếc này còn 40 ngàn thôi nha các anh chị ơi, quý vị. Chiếc này còn tới khoảng 95% luôn, nói chung là cũng còn tương đối là mới đấy. Đây năm 2020 ha, đó năm 2020. Nói chung là mình chỉ quay cho và báo giá cho các anh chị các bạn xem để tham khảo. Các anh chị nào mà đam mê về đi câu về sông nước á, vùng biển á, mấy chiếc này đi biển là hết sảy nha. Chiếc này có tâm hạ là khoảng là 1m65 ha, 1m65, từ mặt nước lên là khoảng mét 1m65 ha, 1m65, nếu mà tính luôn cái kiến ở trên á, cái vòng kiến ở trên đó các bạn thấy không, là nó khoảng là 2m rưỡi nha, nó khoảng là 2m rưỡi luôn cái mái che á. Còn nếu mà tới cái tấm kính là khoảng 2 thước đó. Đó, mình xin nhắc lại chiếc này là dài là 5m, bề ngang nó là 2m, giá là 45 ngàn đô, bớt 5 ngàn, còn 40 ngàn đô, từ đây đến cuối tháng thôi nha các anh chị các bạn. Rồi quý vị, đó chiếc này xài động cơ Mercury ha, 100 Mercury 4 thì
135 mã lực ha, 135 mã lực. Rồi đó mình quay ha. Nói chung chiếc này bằng nhôm cao cấp nha. Chiếc này rất đẹp nha các anh chị ha. Nó bên trong của nó đây ha, bên trong của nó này. Bên trong phía trước thì mình có được hai cái ghế ngồi ha. Phía sau nó có cái băng ghế dài nữa nha. Phía sau có băng ghế dài ha. Phía sau có băng ghế dài. Ở bên trong nó cũng có cái phòng mình có thể tạm che mưa được nha các anh chị. Đó, mình quay dọn cho các anh chị các bạn xem để tham khảo thôi. Nói chung cũng có nhỏ xíu thôi, chung cũng không có lớn lắm. Nhưng mình thấy chiếc này còn rất là ngon nha các anh chị. Chiếc này tự khách nó thay đổi cho nên họ mới bán lại, cho nên họ bán lỗ. Chiếc này thật ra là mới là 60.000 là nha anh chị. Chiếc này mới là 60.000 là mới tin là 60.000. Nhưng mà họ đang họ đổi chiếc khác cho nên là giờ họ đang bớt. Chiếc này còn có 40.000 thôi, theo giờ 45.000 là mình mua được chiếc này là còn được 40.000 đó. Tất cả những cano mình quay là quay tại nước Úc nha các quý vị anh chị em thân mến nha các bạn. Tất cả những cái cano mình quay từ hôm trước tới giờ là quay tại nước Úc, chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế nhập khẩu. Mình xin nhắc lại nha, tất cả những cano giá bên đây là mình giá báo trung thực nhất, chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế nhập khẩu nha. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển mình có ghi trong phần mô tả phía dưới. Các anh chị và các bạn xem nhớ đón xem tất cả những cái video của mình đều có ghi ở dưới hết nha. Đó, để khỏi mất cái thời gian cho quý vị và anh chị em á, thì mình đi nó rất là đẹp nha. Chiếc này rất đẹp luôn ha. Chiếc này còn mới 95% lần nha. Đó, nói chung là mình rất đẹp luôn. Đó, phía trên của nó đây. Đó. Mình chú ý mình quay cho các anh chị các bạn xem để tham khảo đây. Đó. Rất đẹp luôn, chiếc này rất đẹp ha. Nó nói chung đó, chiếc này động cơ Mercury 135 mã lực, 135 mã 4 thì ha. Rất đẹp luôn. Nói chung cano chiếc nào cũng đẹp á, tùy theo cái giá trị, tùy theo cái túi tiền của anh chị em thôi. Nói chung mình quay chủ yếu cho các anh chị các bạn xem để tham khảo. Rồi mình xin kết thúc cái video tại đây. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Xin chào các bạn. Hello. Rồi, mình xin hẹn lại video clip sau nha. Mình sẽ quay nhiều hơn ha. Rồi. Đó, nói chung là hôm nay mình chỉ có quay những cái dòng cano giá tương đối cho các anh chị các bạn xem tham khảo ha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin hẹn các bạn lại sau. Mình sẽ quay nhiều hơn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.